Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này để em test cái mạch trầm JBL như tiêu đề trước em đã làm, và em nói là em sẽ test chất âm của nó. Hôm nay em sẽ làm cái video này để em test chất âm của chiếc mạch trầm này. Thì cấu hình em test hôm nay gồm có một cái mạch trầm và một chiếc bát trầm 30 như nhà em đang phân phối trên thị trường hiện nay, từ 170 160 không nhớ là 160 từ 160, và họng của nó là 63 như em đã làm được trước cái này. Và em sẽ bật tín hiệu lên. Em đã cắm đây có điện rồi này, bật lên này. Đây là tín hiệu vào, em đã cấp cho nó. Đây em zoom lại cái tần số mà em nói ở đây. Là nói tần số cắt cốt ấy ạ. Là BNPF, em thấy nó cắt sốt ở một vị trí 130, đúng chưa? Và em sẽ cấp tín hiệu volume to lên này, em nó quay sang này. Nhưng cái này em đang phải bê bổng lên, không nó đánh rè sốt. Cái này nó không có vỏ thùng để nó cộng hưởng âm trầm, nên nó trong video test nó còn nhiều hạn chế. Mong anh em thông cảm cho. Khi nên thùng cái này cắt tiếng rất tốt, gọn. Anh em hoàn toàn có thể chế cháo vào đâu đó để nắp những chiếc loa súp mà mình cần thay thế, hoặc là mình chế cháo vỏ thùng mình nắp được, mọi người hoàn toàn nắp được. Với bác nào có khéo tay làm như chiếc vỏ thùng của mình, vì thực chất nó cũng rất là rẻ thôi, mấy trăm nghìn, cái mạch có 700 nghìn thôi ạ. Và cái bát cũng 700 nghìn, hơn 1 triệu là ta có một cái súp điện rồi. Thì giá thành này thì là nó rất là hay, trong cái giá thành hơn 1 triệu. Còn những cái súp bát 30 đình đám lên hàng chục triệu thì ta có thể chế cháo chơi tạm, thì hơn 1 triệu là cái giá ta chấp nhận được. Và em xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio. Em xin chân thành cảm ơn. Và em xin phép dừng cái video này ở đây. Xin chào mọi người.